Bạch sư cho con hỏi ý nghĩa ngày rằm tháng 6 trong Phật giáo Nguyên Thủy. Để sư nhớ, tại sư thì mới nói là sư ngại học sử lắm. Thì ngày rằm tháng 6 là ngày thứ nhất là ngày Bồ Tát xuất gia. Theo Phật giáo Nguyên Thủy ha, thì đó là ngày Bồ Tát xuất gia. Rồi như là đó là ngày mà Bồ Tát nhập thai bào. Rồi rằm tháng 6 thì đương nhiên cũng là cái ngày mà Chư Tăng nhập hạ. Thì mỗi một mùa hạ thì Đức Thế Tôn sẽ ở những nơi khác nhau. Cho nên là một trong số đó, đó là có một sự kiện nổi tiếng là Đức Thế Tôn thì gọi là Ngài thể hiện song thông lực để nhiếp phục ngoại đạo. Và sau đó Ngài lên cõi trời để thuyết pháp cho Di Mẫu.